Nóng, thông báo chính thức về tang lễ của Phi Nhung, khách viếng phải đáp ứng đủ các yêu cầu khắt khe. Kính thưa quý vị, Phi Nhung qua đời hôm 28 tháng 9, sau hơn một tháng chống chọi với COVID-19. Tin tức này đến nay vẫn khiến dư luận bàng hoàng, không dám tin. Bạn bè khán giả liên tiếp bày tỏ sự tiếc thương đến với nữ ca sĩ qua mạng xã hội. Những live stream cầu siêu cho cô thu hút lượt xem rất lớn. Sau 3 ngày, cuối cùng tối ngày 2 tháng 10, gia đình Phi Nhung đã có thông cáo chính thức về tang lễ của cô. Trang Trần mới đây đã chia sẻ chuyện này trên trang cá nhân để những ai có mong muốn tiễn biệt nữ ca sĩ có thể tham dự. Cụ thể, nguyên văn thông tin tang lễ của cố ca sĩ như sau. Tang lễ cố nghệ sĩ Phật tử Phi Nhung được Ban Văn hóa Xã hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và gia quyến tổ chức tại tu viện Khánh An. Lễ tưởng niệm cố nghệ sĩ Phật tử Phi Nhung pháp danh Tịnh Bình do Ban Văn hóa Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cùng tang quyến và đồng nghiệp sẽ được tổ chức tại tu viện Khánh An vào thứ Hai, ngày 4 tháng 10 năm 2021, nhằm 28 tháng 8 Tân Sửu. Chương trình tại pháp đường chánh niệm 8:30 khai kinh cúng Phật, 9:00 siêu tiễn hương linh, 10:00 lễ viếng, 17:00 đồng nghiệp văn nghệ sĩ kính viếng, 18:00 lễ tưởng niệm chính thức tại pháp đường thấy và biết, có chương trình riêng, 20:30 kết thúc. Để đảm bảo việc giãn cách và các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh theo quy định, ban tổ chức tang lễ yêu cầu khách viếng thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế, người tiêm đủ 2 mũi vaccine có giấy xác nhận, trang phục kín đáo, lịch sự, màu trắng, đen, áo fans, xếp hàng theo thứ tự, không chụp hình, live stream. Bài đăng của Trang Trần có viết: chị là một trong những danh ca người Việt Nam nổi tiếng trong và ngoài nước, chiếm được tình cảm yêu mến của hàng triệu người hâm mộ qua giọng ca ngọt ngào, ấm áp, được thể hiện qua những ca khúc trữ tình bolero. Cả cuộc đời cố nghệ sĩ Phật tử Phi Nhung đã dành cho các hoạt động nghệ thuật, từ thiện và nuôi trẻ mồ côi. Sự ra đi của chị đã để lại niềm tiếc thương cho hàng triệu người hâm mộ. Trước đó, một số đồng nghiệp như Long Nhật, Nhật Kim Anh, Trang Trần đã có mặt tại lễ cầu siêu ở nhà riêng của Phi Nhung. Nhiều người khác vì không thể tham dự cũng gửi vòng hoa, lãng hoa quả đến để bày tỏ sự tiếc thương. Vì con ruột của Phi Nhung không thể về Việt Nam nên Việt Hương là người đứng ra nhận cho cốt, chuẩn bị tang lễ cho cô.